Tiêu Chiến, La Vân Hy góp mặt trong danh sách Tân Tứ Đại Mỹ Nam Cổ Trang. Đến hẹn lại lên, cư dân mạng xứ Trung lại nhanh chóng lập ra hội Cổ Trang Tứ Mỹ, Tứ Đại Mỹ Nam Cổ Trang, gồm Tiêu Chiến, La Vân Hy, Ngô Lỗi và Cung Tuấn. Nhắc đến truyền hình Hoa ngữ, không thể không nhắc đến những tác phẩm cổ trang đặc sản của CBiz, được chuyển thể từ những bộ tiểu thuyết ăn khách với đủ thể loại nội dung như tiên hiệp, huyền huyễn hay cung đấu. Phim cổ trang luôn rất được lòng khán giả và dễ dàng gây bão. Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đã tổ chức bình chọn ra hội Tân Cổ Trang Tứ Mỹ, Tân Tứ Đại Mỹ Nam Cổ Trang với danh sách hàng trăm cái tên. Có thể nói, Cổ Trang Tứ Mỹ là một trong những danh xưng mà dân mạng ưu ái dành cho những nam diễn viên có khí chất cũng như tạo hình cổ trang đẹp nhất, gần sát với nguyên tác nhất. Theo đó, cư dân mạng đã nhanh chóng chọn ra được 4 cái tên sáng giá để kế thừa: Trung Hán Lương, Hoắc Kiến Hoa, Kiều Trấn Vũ và Nghiêm Khoan. Cụ thể, Hội Mỹ Nam Cổ Trang đã gọi tên Tiêu Chiến, Cung Tuấn, La Vân Hy và Ngô Lỗi. Tiêu Chiến bước chân vào con đường nghệ thuật với vai trò ca sĩ, nhưng Tiêu Chiến chỉ thực sự được chú ý và nổi tiếng sau khi lấn sân sang diễn xuất. Anh sinh năm 1991 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Tiêu Chiến chính thức rẽ hướng sang đóng phim nhờ bộ phim truyền hình mạng mang tên Học Viên Siêu Tinh Tinh 2016. Dù bộ phim này không giúp đưa tên tuổi của Mỹ Nam Trùng Khánh lên hàng sao, nhưng nó là bước đệm cho thành công hiện tại của anh chàng. Năm 2019, Tiêu Chiến tham gia Trần Tình Lệnh hợp tác cùng Mỹ Nam Vương Nhất Bác. Ngay sau khi lên sóng, bộ phim đã vượt qua sự mong đợi của khán giả và trở nên cực kỳ nổi tiếng, giúp cặp đôi song nam chủ của phim vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa ngữ. Cũng từ đây, Tiêu Chiến dần trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn lựa chọn. Tính đến nay, những tác phẩm truyền hình Tiêu Chiến đảm nhận đa phần đều là cổ trang như Đấu Phá Thương Khung, Lan Điện Hạ, Tru Tiên Một. Dường như nam diễn viên khá có duyên với dòng phim này và cũng nhờ nó mà anh chàng trở thành đỉnh lưu. Theo nhận xét của khán giả, những tạo hình cổ trang của Mỹ Nam Chiến X rất đa dạng và vô cùng hoàn mỹ. Có thể nói sức hút của Tiêu Chiến thật sự không phải chạng vừa. La Vân Hy. Tương tự như Tiêu Chiến, La Vân Hy được khán giả biết đến với vai trò là ca sĩ. Năm 2010, anh chàng chính thức ra mắt là thành viên nhóm nhạc T-Boy 3, nhưng chỉ hoạt động trong khoảng 2 năm. Nhờ ngoại hình nổi bật, khí chất thần tiên nên La Vân Hy nhanh chóng gặt hái thành công khi lấn sân sang diễn xuất. Đặc biệt, vai diễn Nhuận Ngọc trong phim Hương Mật Tựa Khói Sương 2018 của La Vân Hy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Từ sau thành công của phim, anh chàng đã được cộng đồng mạng gọi với danh xưng Mỹ Nam Cổ Trang. Những tác phẩm cổ trang có sự tham gia của La Vân Hy đều nhận được những đánh giá tích cực từ khán giả và giúp làm nên tên tuổi của anh. Bên cạnh đó, tạo hình cổ trang cũng như khả năng diễn xuất của La Vân Hy cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Ngô Lỗi là sao nhí nổi tiếng của CBiz, Ngô Lỗi bước chân vào giới giải trí khi còn nhỏ và thành công nhanh chóng với loạt vai diễn trong các tác phẩm như Phong Thần Bản, Lan Nha Bản. Không giống như một số sao nhí khác mất đi hào quang khi trưởng thành, Ngô Lỗi vẫn tiếp tục tỏa sáng trên con đường nghệ thuật. Với vẻ ngoài điển trai, nam tính và phong cách quý ông cực ga lăng của mình, Ngô Lỗi ngày càng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo và trở thành người tình trong mộng của nhiều cô gái. Cách đây không lâu, vai diễn A Thi Lạc Chuẩn trong Trường Ca Hành của Ngô Lỗi đã nhận về nhiều lời khen ngợi của giới phê bình cũng như khán giả. Tạo hình cổ trang trong phim của nam diễn viên vô cùng phong trần, mang đậm nét phong tình của người Tây vực. So với những hình tượng trước đây, tạo hình này của Mỹ Nam 1999 thực sự toát ra khí chất nam tử Hán. Cung Tuấn. Cung Tuấn là cái tên gây nhiều bất ngờ nhất cho khán giả, bởi lẽ anh chàng chỉ mới tạo được tiếng vang nhờ vào vai diễn Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh lên sóng đầu năm 2021. Vai diễn Ôn Khách Hành của Cung Tuấn được yêu thích không kém bất kỳ nhân vật cổ trang nào. Tạo hình của nam diễn viên là một chàng công tử tự do phóng túng nhưng thực chất là một ma vương mang tính cách đầy thâm trầm. Nhờ vẻ ngoài điển trai lạnh lùng, Cung Tuấn đã thể hiện xuất sắc mê lực của Ôn Khách Hành. Chính vì vậy, anh chàng cũng được khán giả bình chọn là một trong những nam thần cổ trang thế hệ mới. Được biết, Cung Tuấn sinh năm 1992 và tham gia giới giải trí từ năm 2015 với tác phẩm truyền hình đầu tay mang tên Đao Kiếm Liễu Loạn. Sau nhiều năm kiên trì hoạt động nghệ thuật, Cung Tuấn cũng đã gặt hái được thành công.